Vâng, xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta lại quay trở lại với kênh ô tô cũ Sài Gòn tại Toyota Tân Cảng. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì Vinh Khánh vừa mới về một con Fortuner máy dầu số sàn đời 2019, màu đồng ánh kim, biển số thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Thì con này nó khác một chút xíu, nó đặc biệt hơn những cái bản thường là nó được lên khá là nhiều đồ chơi rồi. Và những cái đó là những cái gì thì một xíu xíu nữa Khánh sẽ quay cho mọi người coi. Về cơ bản thì chúng ta sẽ đánh giá phần ngoại thất và nước sơn phía bên ngoài xe trước nha. Dạ rồi, thì để không làm mất thời gian của mọi người nữa thì chúng ta đi vào phần đầu tiên là cái phần cụm đèn và nước sơn phía ngoài, cabo. Dạ, về phần đầu tiên thì về cơ bản thì cái cụm đèn và cái ga lăng này là đã được bọc lại mạ rôm lại rồi ha. Nếu mà serin á thì nó sẽ chỉ là một cái nó sơn nhám lại, nó sơn bằng nhựa nhưng mà sơn nhám nha, chứ không phải là bọc mạ rôm như thế này. Cụm đèn phía trước phải khá là sáng ha mọi người, và chưa có bị trầy ha, bị bể gì cả. Rồi, cái tiếp là cái cụm đèn cản nè. Cụm đèn cản, ốp đèn cản bằng nhựa vẫn còn nguyên ha, và chưa có xước nha mọi người. Rồi, cái cản này Bình Khánh cũng đã xử lý. À, cản này cản rin nha mọi người. Cản rin nha. Cản trước rin ha, còn chỉ nè. Đó. Cản trước rin nha, chưa có ấy. Cái vè bên hông thì nó bị trầy một chút xíu nè, do là trầy cũng nhỏ cho nên Bình Khánh để lại luôn, bị nếu tháo ra thì nó cũng bất rin cái vè trước trái. Đó. Đó, cái cản trước này rất là đẹp ha, ga lăng trước rất là đẹp luôn, bọc lại. Cái điểm phân biệt của cho chúng ta khi mà phân biệt máy dầu số tự động và máy dầu số sàn hay máy xăng á, thì máy dầu số sàn là nó không có mạ cái này nha mọi người, nó làm bằng nhựa và sơn nhám, nó khác với những cái con khác nữa là bọc mạ rôm đó. Đây cái cản ha, cái cụm đèn trước trái nè, rất là sáng rồi, đẹp luôn ha, chưa có bị trầy hay bị gì luôn. Đèn cản cũng vậy, xe này đi khá là ít, giữ cũng khá là kỹ. Rồi tình trạng vỏ thì còn rất là dày ha, xe còn dính đá lên vỏ nè, đèn vỏ rất là dày luôn. Đát thì chắc chắn là đã đát 2019 rồi, tuần thứ 39 2019, xe này sản xuất cuối năm 2019 nha quý vị. Rồi, xe cũng đã được gắn thêm một cái bộ ốp cửa này và chén cửa, tay nắm cửa luôn ha, nên cũng khá là đầy đủ. Phim cách nhiệt, viền che mưa. Rồi, nước sơn thì hoàn toàn là rin nha mọi người. Hai cửa ha, Khánh mở cho mọi người coi cái sùng chỉ. Đây, ốc ác đồ còn nguyên bản nha quý vị, còn nguyên bản hết ha. Đó, tắp bi cửa nè, còn bình thường hết, chưa có nhăn nhúm hay là không có trầy gì nha. Toàn bộ là rin nha mọi người. Bên Khánh là cam kết hết luôn là không có đâm đụng ngập nước gì cả. Sùng chỉ còn nguyên nha. Đó, Khánh sẽ quay chi tiết luôn cho mọi người coi sùng chỉ nó như thế nào, tắp bi ra sao. Đó, xe bộ ghế da ghế sau cũng khá là mới ha. Xe cũng đã được bọc trần 3 5D lạ rồi, một cái thảm 3D 5D luôn, và có cái thảm rối ha. Thảm rối này cũng khá là mắc ạ. Thảm rối này là giống như là nó 6D luôn rồi đó. Có thảm rối này cũng dầu hầu như con này cũng lên đủ đồ chơi giống ta rồi đó. Nội thất nè, ghế màu nâu ha, ghế simili màu nâu. Rồi, cái cửa ốc ác đồ còn nguyên vẹn và chưa tháo ra nha mọi người. Đó, tắp bi cửa sùng chỉ còn nguyên hết ha, mọi người cứ yên tâm. Bên anh Khánh thì cũng có cam kết hết cho mọi người là không có đâm đụng ngập nước, cho nên những cái mà sùng chỉ như thế này mọi người yên tâm hơn. Và bên Khánh cũng có cam kết bằng văn bản cho mọi người luôn. Đây là cái lồng vè của bánh sau ha. Đó, mâm sau bốn vỏ còn nguyên rin nha mọi người. Và đặc biệt thì xe cũng đã được trang bị cho chúng ta một bộ áp suất lốp, cả biết áp suất lốp ha. Đó, về sau thì có nhâm nhi trầy một xíu này Khánh cũng sẽ xử lý lại cho quý anh chị luôn.
Camera thì có, chúng ta có trang bị hai cái camera ha. Camera rear, camera phía sau. Biển số thành phố Hồ Chí Minh 20262. Đó. 51H rất là thuận tiện cho quý anh chị nào mà chúng ta ở Sài Gòn mà đỡ phải tốn hết 19 triệu để tiền ra biển. Đó, cấp sao Fortuner. Đó. Mọi người coi. Sùng chỉ còn nguyên ha, keo chỉ còn nguyên hết luôn. Không có bị hạ. Máng xói nước nè. Cái carbon từ nhà máy vẫn còn nha quý anh chị. Đó. Gắn thêm được một cái bộ ốp chống trầy cho chúng ta, 4 5 cửa luôn. Gầm chở vô phòng chưa hạ nha quý vị, còn nước sơn ha. Đó, gầm xe khá là mới luôn. Cản sau cái vè sau này vẫn còn rin. Cản sau này cũng còn rin luôn. Theo đánh giá thì nước sơn xe này còn độ khoảng 95% lận đó quý vị. Rất là mới thực sự. Đó. Vỏ bọng rồi còn đầy đủ đàng hoàng hết ha. Đó. Rồi, chén cửa cũng còn khá là mới luôn. Sùng chỉ cửa bên sau phạ sau bên tài ha. Đó, sùng chỉ còn nguyên. Khánh quay hơi nhanh xíu. Mình cũng sẽ gán quay chi tiết nhất cho mọi người coi. Xe 2019 nha mọi người. Hiện đang bán tại Toyota Tân Cảng chỉ 900 triệu thôi. Đời 2019, máy dầu, số sàn, đi 23.000 cây, biển số Sài Gòn luôn. Dạ rồi, thì đồng hồ tắp lô hiển thị 23.000 nha quý vị. Thì xe này đã được lên độ lên một cái chìa khóa mới, chìa khóa Smart Key đề startup nha quý vị. Đây, nút đề startup. Về cơ bản thì xe này là đề chìa khóa cơ, nhưng mà khách họ đã lên cho chúng ta thêm một cái bộ chìa khóa startup rồi. Khánh đề cho mọi người coi. Đó, đề khá là ổn ha. Lên thêm một cái đầu DVD màn hình Android nè, khá là to luôn. Khi mà chúng ta vô hai camera rear, để Khánh vô cái camera rear coi nó có hiển thị không. À, là một cái rất là sắc nét luôn quý vị. Nhìn rất là rõ luôn, rõ băng luôn á. Đầu DVD này cũng khá là tốt, rõ băng luôn, không có thấy không có bị mờ bị nhòe gì luôn á. Dạ rồi, nó đội cho chúng ta thêm cái đồng hồ, cái chìa khóa ha. Dạ rồi, Khánh mời mọi người chúng ta đánh giá cái khoang động cơ với Khánh một xíu. Xe cũng Marukuri lại rồi, cho nên tranh thủ quay luôn những hình ảnh nó, xe nó đẹp như thế này luôn. Chiếc xe rất là cứng, xe 2019 rất là cứng. Đó rồi, đây là khoang động cơ, xe Fortuner máy dầu, số sàn vừa mới được Marukuri xong. Xe đi 23.000 nha mọi người. Cabo còn rin ha, và chưa có hạ nha. Tất cả các chi tiết đồ còn nguyên bản hết, rất là mới luôn, cực kỳ mới. Mua con xe này là không sợ bị lầm, thật sự bị đồ chơi, bị cái nọ cái tiền đồ chơi nó đã lên hai mấy chục cho chúng ta rồi. Rất là đẹp. Dạ rồi, vừa rồi là những cái đánh giá chi tiết về một con Fortuner máy dầu số sàn đời 2019. Xe lên full phụ kiện nha quý anh chị. Khánh xin nhắc lại là những phụ kiện gồm có là trải thảm nè, sàn nè, ghế simili nè, thảm 3D, thảm 5D, sàn 6D, thảm rối, đầu DVD, camera rear 2 cái và đề startup. Và một bộ ốp ngoài bên ngoài xe gồm có chén cửa và tay nắm cửa, ốp ga lăng rất là đẹp luôn. Dạ rồi, thì Khánh xin phép được sơ lược lại, đây là Fortuner 2019 máy dầu số sàn, xe đi 23.000 km và đang được chào bán tại Toyota Tân Cảng với mức giá là 900 triệu đồng. Thì quý anh chị nào đang có dự định sở hữu một con xe số sàn chất như con này và nước sơn còn mới khoảng 95%, full phụ kiện luôn, thì hãy liên hệ với Khánh nha, số điện thoại phía dưới màn hình để Khánh có thể hỗ trợ trực tiếp cho mọi người để sở hữu một con xe biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn, tiết kiệm cho chúng ta gần 20 triệu. Dạ rồi, Khánh xin phép kết thúc video tại đây và xin hẹn gặp lại quý anh chị vào những video kế tiếp. Xin cảm ơn ạ.